Xin chào tất cả các bé yêu đã quay trở lại với lớp học chữ cái cùng với cô Hằng. Các bé yêu ơi, mùa xuân đến và ngày Tết cũng sắp đến gần rồi. Các bé cảm thấy thế nào? Riêng cô Hằng cảm thấy rất là háo hức và mong chờ đấy. Vì khi Tết đến, chúng ta được mặc quần áo mới, được đi chơi, thăm hỏi chúc Tết họ hàng, được ăn nhiều bánh kẹo và được nhận nhiều bao lì xì nữa, phải không nào? Ngay bây giờ, cô Hằng mời các bé hãy đến với một bài hát vô cùng sôi động về ngày Tết dành cho các bé nhé. Sôi động và dễ thương. Vậy trong bài hát có nhắc đến một món ăn đặc trưng có trong ngày Tết. Bé có nhớ đó là món gì không? Bây giờ để xem các bé nhớ đúng hay không, chúng ta cùng mở đáp án nha. Và đó chính là món bánh chưng. Xin chúc mừng các bé có đáp án là món bánh chưng nha. Bé đã nhớ đúng rồi đấy. Các bé ơi, bánh chưng được lựa chọn để dâng lên cho ông bà tổ tiên trong ngày Tết, thể hiện sự biết ơn trời đất đã cho mưa thuận, gió hòa, cho cuộc sống ấm no. Và bên dưới hình ảnh bánh chưng, cô Hằng có từ bánh chưng. Bé cùng đọc lại với cô nào. Bánh chưng, bánh chưng. Bây giờ, trong vòng 10 giây, cô Hằng đố các bé hãy tìm cho cô Hằng những chữ cái mà chúng ta đã học. Thời gian 10 giây, bắt đầu. Thời gian 10 giây đã hết rồi, chúng ta cùng đi tìm những chữ cái đã học nhé. À, có chữ A mà chúng ta đã học này. Chữ cờ. Và chữ ư. Đúng không nào? Hôm nay, cô Hằng sẽ giới thiệu cho các bé một chữ cái mới. Đó là chữ bờ. Những chữ cái còn lại, chúng ta sẽ học sau nhé. Cô có thể chữ bờ. Các bé cùng phát âm lại với cô nhé. Bờ, bờ, bờ. Một lần nữa nào. Bờ, bờ, bờ. Các bé giỏi lắm. Bây giờ, bạn nào giỏi có thể nói cho cô Hằng biết cấu tạo của chữ bờ gồm những nét nào? A. Chữ bờ được cấu tạo từ một nét sổ thẳng và một nét cong tròn khép kín ở phía dưới bên phải nét sổ thẳng đấy. Các bé đã nhìn rõ chưa nào? Cùng phát âm lại với cô nhé. Bờ, bờ, bờ. Cô có các kiểu chữ bờ khác nhau. Chữ bờ in hoa, chữ bờ in thường và chữ bờ viết thường. Bé có nhận xét gì về ba chữ bờ này? À, ba chữ bờ này tuy có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là bờ. Bé cùng phát âm lại với cô nào. Bờ, 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 bờ. Các bé ơi, trong ngày Tết không chỉ có bánh chưng mà còn có quả dưa hấu. Quả dưa hấu là một loại quả được mọi người lựa chọn và trưng trên bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết với mong muốn cầu mong một năm mới may mắn, đủ đầy và sung túc đấy. Bây giờ, cô Hằng sẽ đi lựa những quả dưa hấu thật là đẹp để giúp ba mẹ trưng trên bàn thờ ông bà trong ngày Tết nè. Có bé nào muốn đi cùng cô Hằng không? Chúng ta cùng đi thôi.
Và đây chính là quả dưa hấu mà cô Hằng đã lựa chọn để giúp ba mẹ trưng trên bàn thờ tổ tiên trong ngày Tết đấy. Bé nhìn thấy quả dưa hấu có đẹp không nào? Bên dưới hình ảnh cô có từ quả dưa hấu. Bé cùng đọc lại với cô nhé. Quả dưa hấu. Quả dưa hấu. Và bây giờ trong vòng 10 giây, cô Hằng đố các bé hãy tìm cho cô Hằng những chữ cái mà chúng ta đã học. Thời gian 10 giây bắt đầu. Và thời gian đã hết rồi, chúng ta cùng đi tìm những chữ cái đã học nhé. Cô Hằng nhìn thấy rất là nhiều những chữ cái chúng ta đã học đấy. À, có chữ U. Chữ A. Chữ Ư. Thêm một chữ A nữa. Và có một chữ Ớ. Thêm một chữ U nữa này. Hôm nay, cô Hằng sẽ giới thiệu với các bé một chữ cái mới. Đó là chữ Giờ. Những chữ cái còn lại chúng ta sẽ học sau nhé. Cô có thể chữ giờ. Các bé cùng phát âm với cô nào. Giờ. 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 Một lần nữa nhé. Giờ. 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 Các bé giỏi lắm. Cấu tạo của chữ giờ gồm có hai nét. Đó là từ một nét sổ thẳng và một nét cong tròn khép kín ở phía dưới bên trái nét sổ thẳng. Bé đã nhìn rõ chưa nào? Cùng phát âm lại với cô nhé. Giờ. 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 Cô có các kiểu chữ giờ khác nhau. Chữ giờ in hoa, chữ giờ in thường và chữ giờ viết thường. Bé có nhận xét gì về ba chữ giờ này? À đúng rồi, ba chữ giờ có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là giờ. Bé cùng phát âm lại với cô nhé. Giờ. 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 Rất tốt. Bây giờ bạn nào giỏi có thể nói cho cô Hằng biết sự giống và khác nhau của chữ bờ và chữ giờ không nào? À đúng rồi, chữ bờ và chữ giờ điểm giống nhau đó là đều có một nét sổ thẳng và một nét cong tròn khép kín. Điểm khác nhau đó là nét cong tròn khép kín của chữ bờ thì ở phía dưới bên phải nét sổ thẳng, còn nét cong tròn khép kín của chữ giờ thì ở phía dưới bên trái của nét sổ thẳng. Bé đã nhìn rõ chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng nhau phát âm lại nhé. Bờ. 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 Giờ. 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 Bờ. Bờ. Giờ. Giờ. Giới thiệu với các bạn nhỏ, hôm nay có anh Tí Xuống đến đây và đem đến cho các bạn nhỏ một câu đố đấy. Xin chào các em, bây giờ anh sẽ đố các em một câu đố về một loài hoa đặc trưng có trong ngày Tết. Xem các em có biết đó là hoa gì không nha. Hoa gì nho nhỏ, cánh màu hồng tươi, thể thấy hoa cười, đúng là Tết đến, là hoa gì nào? Wow, các bé đã đoán được đó là hoa gì chưa? Riêng cô Hằng đã đoán được đó là hoa gì rồi đấy. Bây giờ để xem cô và các bé có đoán đúng hay không. Chúng ta cùng mở đáp án nha. Và đáp án hoa đào chính là đáp án chính xác của chúng ta. Xin chúc mừng các bé có đáp án là hoa đào nha. Bé đã đoán đúng rồi đấy. Và bên dưới hình ảnh cô Hằng có từ hoa đào. Bé cùng đọc lại với cô nào. Hoa đào. Hoa đào. Và bây giờ trong vòng 5 giây, cô Hằng đố các bé hãy tìm cho cô Hằng những chữ cái mà chúng ta đã học. Thời gian 5 giây bắt đầu.
Thời gian đã hết rồi, chúng ta cùng tìm những chữ cái đã học nhé. À, ở đây cô Hằng tìm có một chữ O, một chữ A, thêm một chữ A nữa, và một chữ O. Bây giờ cô Hằng đố các bé hãy nhìn thật nhanh và tìm cho cô Hằng một chữ cái giống chữ giờ nhưng lại có một nét gạch ngang ở trên đầu. À, cô Hằng cũng tìm được một chữ cái rồi này. Và đây chính là chữ đờ mà bây giờ cô Hằng giới thiệu với các con đấy. Những chữ cái còn lại chúng ta sẽ học sau nhé. Cô có thể chữ đờ. Các bé cùng phát âm với cô nào. Đờ, đờ, đờ. Một lần nữa nhé. Đờ, đờ, đờ. Các bé giỏi lắm. Bây giờ bạn nào giỏi có thể nói cho cô Hằng biết cấu tạo của chữ đờ gồm những nét nào? À, chữ đờ được cấu tạo từ một nét sổ thẳng và một nét tông tròn khép kín ở phía dưới bên trái nét sổ thẳng và một nét ngang ở trên đầu. Bé đã nhìn rõ chưa nào? Và đây chính là chữ đờ. Bé cùng phát âm lại với cô nhé. Đờ, đờ, đờ. Cô có các kiểu chữ đờ khác nhau. Chữ đờ in hoa, chữ đờ in thường và chữ đờ viết thường. Bé có nhận xét gì về ba chữ đờ? À, ba chữ đờ này có cách viết khác nhau nhưng đều phát âm là đờ. Các bé cùng phát âm lại với cô nhé. Đờ, 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 đờ. Các bé giỏi lắm. Bé ơi, bé có phát hiện ra là chữ giờ và chữ đờ có điểm gì giống và khác nhau không nào? À, chữ giờ và chữ đờ có điểm giống nhau đó là đều có một nét sổ thẳng và một nét vòng tròn khép kín. Điểm khác nhau đó là chữ đờ thì có thêm một nét gạch ngang ở trên đầu. Bé đã nhìn rõ chưa nào? Bây giờ chúng ta cùng phát âm lại hai chữ cái này nhé. Giờ, giờ, giờ. Đờ, đờ, đờ. Giờ, giờ. Đờ, đờ. Các bé giỏi lắm. Chúng ta vừa làm quen ba chữ cái bờ, giờ và đờ. Bây giờ cô cùng các bé phát âm lại ba chữ cái nhé. Bờ, bờ, bờ. Giờ, giờ, giờ. Đờ, đờ, đờ. Bờ, giờ, đờ. Rất tốt, các bé đã rất giỏi. Bây giờ cô cùng các bé chuyển sang phần trò chơi hấp dẫn và thú vị nha. Cùng bước vào trò chơi đầu tiên mang tên trang trí cây hoa đào. Các bé ơi, ngày Tết sắp đến gần rồi mà cô Hằng vẫn chưa trang trí xong cây hoa đào để đón Tết nữa. Bây giờ các bé hãy giúp cô Hằng trang trí cây hoa đào để chúng ta cùng nhau đón Tết nha. Ở đây cô Hằng có rất nhiều bông hoa đào. Trên mỗi bông hoa sẽ có một chữ cái khác nhau. Và nhiệm vụ của các bé là hãy phát âm đúng tên chữ cái trên mỗi bông hoa. Với mỗi lần phát âm đúng, chúng ta sẽ có một bông hoa trang trí lên cây đấy. Nào, bây giờ chúng ta cùng bắt đầu thôi. Giờ. Y. Đờ. Bờ. Giờ.
tờ, đờ, bờ, cờ, wow, chúng ta đã trang trí xong cây hoa đào rồi, thật là xinh đẹp phải không nào? Cô Hằng cảm ơn các bé nhiều lắm. Và bây giờ chúng mình cùng nhau đón Tết thôi. Chào mừng các bé đã đến với trò chơi thứ hai mang tên Tìm Vàng. Và trong trò chơi này sẽ có rất nhiều những thỏi vàng khác nhau. Nhiệm vụ của các bé là tìm ra thỏi vàng có chứa chữ cái mà ông thần tài yêu cầu. Các bé ơi, sẽ có rất nhiều thỏi vàng khác nhau, nhưng chỉ có một thỏi vàng mà ông thần tài yêu cầu thôi. Vì vậy, các bé hãy thật tập trung để chúng ta tìm được thỏi vàng ấy nhé. Và bước vào lượt chơi đầu tiên, bé hãy tìm thỏi vàng có chữ D. Thời gian 10 giây cho các bé. Bắt đầu. Và thời gian đã hết rồi, bây giờ chúng ta đi tìm thỏi vàng mà ông thần tài yêu cầu nha. Cô Hằng cũng tìm được một thỏi vàng có chữ đờ đấy. Ở đâu nhỉ? À, ở đây rồi. Xin chúc mừng những bé có đáp án đúng giống cô Hằng nha. Cô Hằng chúc mừng các bé đã chọn đúng. Lượt chơi thứ hai, bé hãy tìm thỏi vàng có chữ giờ. Và thời gian 10 giây cho các bé. Bắt đầu. Thời gian đã hết rồi và cô Hằng cũng đã tìm được một thỏi vàng có chữ giờ đấy. Có bạn nào có đáp án đúng giống cô Hằng không? Cô Hằng chúc mừng các bé đã chọn đúng. Và chúng ta bước vào lượt chơi thứ 3. Bé hãy tìm thỏi vàng có chữ bờ. Và thời gian 10 giây cho các bé. Bắt đầu. Và thời gian đã hết rồi. Các bé đã nhanh mắt tìm ra thỏi vàng có chữ bờ chưa? Cô Hằng đã tìm ra rồi đấy. Và đây chính là đáp án chính xác của chúng ta. Có bé nào có đáp án đúng giống cô Hằng không? Cô Hằng chúc mừng các bé đã chọn đúng. Các bé thân mến, buổi học làm quen chữ cái bờ, giờ, đờ đến đây là kết thúc rồi. Nhân dịp năm mới, cô Hằng xin chúc các bé thật nhiều sức khỏe và bình an. Chúc các bé thêm một tuổi mới vâng lời ông bà ba mẹ và chăm ngon học giỏi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bé ở những video sau. Xin chào.